Hi, chào mừng tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đến với kênh Bất Động Sản Đẹp Buổi Trưa nha. Thì hôm nay cũng đã qua Tết rồi. Thì anh em mới, mình cũng chúc tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe. Thì mới ngày hôm qua thì có một người gọi điện cho mình hỏi thêm vào cái thớ còn phải nộp vào ngân sách nhà nước là bao nhiêu. Thì bạn ấy có chia sẻ như thế này, là bạn ấy có mua một cái lô đất ở nông thôn, nhưng mà bạn ấy không biết là nộp cái thớ tầm mấy phần trăm và gồm những cái loại thớ nào, thủ tục giấy tờ, thì không biết là nộp khoảng tầm bao nhiêu tiền. Thì mình nghĩ cái câu hỏi này không những bạn ấy quan tâm mà mình nghĩ cũng rất là nhiều anh chị em cũng đang phân vân vào cái lĩnh vực này cũng khá là nhiều, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ ngắn gọn và dễ hiểu nhất để những anh chị nào không hiểu vào cái thớ hay là những cái phí mà mình đóng cho nhà nước thì khoảng bao nhiêu, thì các bạn có thể lắng nghe và chia sẻ của mình nha. Thì đầu tiên á là mình nói sơ qua vào cái thớ thu nhập cá nhân, thì mình cho ra một cái ví dụ như thế này. Ví dụ á là mình bán cho bạn một cái lô đất với giá trị là 1 tỷ đồng, thì cái thớ thu nhập cá nhân là 2% trên cái giá trị chuyển nhượng đó. Mình ví dụ như là mình bán cho bạn một cái lô đất 1 tỷ đó, thì mình là cái người mà chịu cái thuế thu nhập cá nhân đó là 2%, thì tương đương với 1 tỷ đồng, thì mình phải đếm cái thuế này vào ngân sách là 20 triệu đồng đó, trên 1 tỷ đó. Cái phí thứ hai á, bạn đếm đó là cái mức lệ phí trước bạ với đất được quy định là 0,5%. Đó. Thì cơ bản là khi mà chúng ta chuyển nhượng đất thì chúng ta sẽ đóng cái thuế thu nhập cá nhân và cái lệ phí trước bạ. Thì đây là theo cái quy định. Rồi nó còn một số chi phí như là chi phí đem dấu giấy tờ ở văn phòng công chứng họ thu, một số ít đấy nữa, thì các bạn sẽ mất thêm một cái số lộ phí đó, nhưng cái lộ phí đấy này nó rất là nhỏ thôi, nó không có nhiều nha. Thì trang mua bán á, không phải nhất thiết là cái bên bán hoặc là bên mua mình phải nộp theo cái thớ mà nhà nước quy định, mà chúng ta khi mua bán chúng ta có thể thương lượng. Mình giả sử như thế này nha, ví dụ như mình bán cái lô đất đấy cho bạn là 1 tỷ đồng, thì có thể mình thương lượng với bạn ấy là mình sẽ khuyến mãi nộp luôn 2% cái thuế thu nhập cá nhân của mình, kèm luôn cái lệ phí trước bạ và luôn cái số tiền chi phí làm giấy tờ đó ra sổ đỏ ra cho bạn đó. Hoặc là có thể là mình bán cho bạn một cái lô đất với giá trị 1 tỷ đồng và cái số tiền cái lô đất đó nó
khá là rẻ, nên mình sẽ thương lượng với cái người mà mua lô đất mình. Ví dụ như là cái lô đất này là bạn đây, bạn mua đây, thì mình sẽ thương lượng lại là cái thớ thu nhập cá nhân và cái lợi phí trước bạ và một số khoản chi phí khác phát sinh khác, thì có thể là bên bạn trả. Thì cái khoản thớ này có thể là bên mình hoặc là bên bạn đóng vào ngân sách nhà nước, không nhất thiết phải theo quy định của